Chiều ngày 12 tháng 6 năm 2019, Thượng tá Nguyễn Quốc Huy, Phó phòng Công an Giao thông tỉnh Hà Nam, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Hà Nam có buổi tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn 1.500 em khóa sinh chùa Tam Chúc. Đến với khóa tu, Thượng tá đã thân mật trao đổi, hướng dẫn các em kỹ năng khi tham gia giao thông, cũng như cách nhận biết, hiểu rõ về đèn tín hiệu giao thông, các biển báo về an toàn giao thông và các đường phương tiện được ưu tiên, đồng thời hướng dẫn cách tham gia giao thông sao cho an toàn. Các tình huống tham gia giao thông có thể xảy ra, từ đó tạo cho các em có kỹ năng xử lý tình huống, phán đoán, nhận định tình huống, khai mở nhận thức cho các em khóa sinh. Cuối buổi chia sẻ, Thượng tá có phần trả lời giải đáp các thắc mắc cho các em tham dự khóa tu, giúp các em có nền kiến thức vững chắc khi tham gia giao thông. Sau đó các em được Thượng tọa Thích Minh Quang, trưởng ban tổ chức cùng quý chư tôn đức sinh hoạt, vui chơi và chia sẻ cho các em hiểu đạo Phật, rất quan tâm đến việc giáo dục thanh thiếu niên, giáo dục tuổi trẻ là một trong những mục tiêu quan trọng của Phật giáo, bởi tuổi trẻ là tương lai của đất nước, là rừng cột của Phật giáo, tình thương yêu và trí tuệ Phật Pháp sẽ là đôi cánh vững chắc, nâng đỡ tuổi trẻ bay liệng trong không gian vô tận của đời sống nhân sinh. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đưa Phật Pháp đến với giới trẻ, lần này là lần thứ nhất chùa Tam Chúc đã tổ chức các khóa tu, đặc biệt là khóa tu mùa hè cho giới trẻ với mục đích tạo sân chơi bổ ích, nhằm thu hút và giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống hướng thiện cho tuổi trẻ. Được sự chấp thuận của các cấp lãnh đạo chính quyền, cũng như được sự cho phép của các cấp giáo hội và trợ duyên của ông Nguyễn Văn Trường, chủ đầu tư doanh nghiệp Xuân Trường, hỗ trợ tịnh tài tịnh vật cho khóa tu lần này tại Trung tâm Văn hóa chùa Tam Chúc.